Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, chiều nay công đoàn khối các cơ quan đảng tổ chức bế mạc giải bóng chuyền hơi nữ và bóng chuyền đệm nam. Tham dự bế mạc và trao giải có đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Giải được tổ chức nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống các ban đảng, ủy ban kiểm tra, văn phòng cấp ủy có 20 đội với gần 160 vận động viên tham gia. Với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức giải và sự tập luyện thi đấu nghiêm túc của các vận động viên, nên từ vòng bảng đến vòng chung kết ở cả hai nội dung bóng chuyền hơi nữ, bóng chuyền đệm nam đều diễn ra hấp dẫn, kịch tính, cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt. Các đội đều chấp hành nghiêm túc điều lệ, thi đấu sôi nổi với tinh thần thể thao cao thượng, trung thực, đoàn kết, lan tỏa tinh thần thể thao trong cán bộ, công chức, người lao động, khối các cơ quan đảng. Kết thúc giải ở nội dung bóng chuyền hơi nữ, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội bóng ban nội chính tỉnh ủy, giải nhì cho đội bóng ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Ở nội dung bóng chuyền đệm nam, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội bóng đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giải nhì cho đội bóng báo Hà Tĩnh.